Em ơi, earn income tax credit là gì? Trial tax credit là gì? Chị có được đủ điều kiện để mà nhận cái earn income tax credit không? Hay là chị có đủ điều kiện để mà nhận trial tax credit không? Hay là sao bạn chị cũng là đi làm giống chị, được có hai người con lại nhận tiền refund thuế nhiều hơn chị? Tại sao vậy? Vân vân. Chắc hẳn là các bạn, các anh chị, các cô chú ít nhất là mình đã có một lần trong cái cuộc sống của mình đã có những cái câu hỏi đó rồi. Thì qua cái video ngày hôm nay, em muốn chia sẻ với các bạn cái sự khác biệt giữa cái tiền trial tax credit cũng như là earn income tax credit để mà mình hiểu rõ hơn về hai cái chương trình này nha. Đầu tiên á là cái chương trình earn income tax credit, người ta hay thường viết tắt là EITC, thì đây là cái chương trình dành cho những anh chị, những cô chú nào mà mình đi làm và mình có thu nhập thấp. Và lưu ý cho An á là phải có đi làm nha, tức là mình phải có tiền từ earn income, tức là lao động, từ mình phải bỏ công sức của mình ra để mà mình lao động mà mình nhận lại được cái tiền đó thì nó mới tính là earn income. Còn ví dụ như là mình có nhà cho mướn, mình lãnh tiền già, mình lãnh tiền hưu, hay là mình có tiền từ đầu tư thì nó sẽ không có tính là earn income. Thì nếu như á mà các bạn chỉ có một mình thôi, không có con cái gì hết, tức là mình single đó, thì cái tiền tối đa mà mình có thể nhận được cho cái tiền earn income tax credit này cho năm 2021 là nó lên tới là 543 đồng. Nếu như á mà mình có một người con thì cái số tiền mình có thể nhận được là 3.618 đồng. Nếu mình có hai người con, cái số tiền mình nhận được có thể lên tới là 5.980 đồng. Và nếu mà mình có từ 3 người con trở lên á thì cái số tiền tối đa mình có thể nhận lại được trên cái hồ sơ thuế của mình là 6.728 đồng. Và tiền earn income tax credit này nó là refundable, tức là nếu như mà các bạn có đi làm, các bạn phải đóng thuế lại. Ví dụ em nói đi, mình là một người single, mình không có con cái gì hết, mình có đi làm một chút xíu thì mình có thể mình sẽ bị đóng lại thuế dựa trên cái income của mình. Ví dụ mình bị đóng lại 100 đồng đi, mà mình nhận được cái tiền earn income tax credit này là 543 đồng là maximum, thì người ta sẽ lấy 543 đồng này, người ta trừ ra 100 đồng mà mình phải đóng thuế, còn lại á, cái số tiền là 443 đồng sẽ trả lại cho các bạn, các anh chị, các cô chú. Cái lý do mà em chia sẻ ở đây á là không phải cái tax credit nào cũng là refundable. Có những cái tax credit, tức là nếu như mà mình nợ thuế lại thì nó mới dùng cái đó để mà nó offset với lại cái nợ thuế của mình thôi. Và nếu mà tiền nợ thuế của mình ít hơn cái tiền credit đó thì mình sẽ không có được nhận lại tiền refund về, mà nó sẽ giữ trên cái hồ sơ thuế của mình để mà khấu trừ qua những năm sau. Và cái tiền mà earn income tax credit này á, nó đi theo cái income của mình là bao nhiêu và gia đình mình có bao nhiêu người. Ví dụ như á, là nếu như mà các bạn là một người độc thân và các bạn không có một người con nào hết thì cái mức thu nhập tối đa mà các bạn có thể làm để mà nhận tiền này á thì là 15.980 đồng cho năm 2021. Nếu như mà một cặp vợ chồng kết hôn khai thuế chung không có con á thì cái income tối đa mình có thể làm lên tới là 21.920 đồng cho năm 2021, thì mình có thể nhận lại được cái số tiền, nếu mà income của mình á dưới cái số tiền này thì mình có thể nhận lại được là 543 đồng. Nhưng mà lưu ý giùm em chia sẻ rất là nhiều rồi, cái tiền earn income tax credit nó đi theo cái hình curve như vậy. Nếu mà income của mình quá thấp, income của mình quá cao thì có thể là mình không có nhận được cái maximum này, income của mình phải đúng ngay cái điểm ở giữa của cái tiền này mới nhận được. Rồi nếu như mà mình là độc thân và mình có một người con đó thì cái income của mình phải dưới 42.158 đồng. Và nếu mà mình là một cặp vợ chồng và mình có một người con thì cái income của cái cặp vợ chồng này cộng lại là phải dưới 48.108 đồng. Và cái mức mà maximum mà mình có thể nhận được của cái tiền earn income tax credit này á là nó lên tới là 3.618 đồng. Nếu như mà mình có hai người con và mình là single thì cái income tối đa mà mình nhận được cái tiền này sẽ là 47.915 đồng. Nếu mà là một cặp vợ chồng kết hôn khai thuế chung sẽ là 53.865 đồng, và cái số tiền maximum mình có thể nhận được là 5.980 đồng. Nếu như mà một cặp vợ chồng
có 3 người con thì cái income tối đa có thể làm được là 57.414 đồng, và một người single thì là 51.464 đồng. Và cái số tiền này earn income tax credit có thể nhận được sẽ lên tới là 6.728 đồng. Đó là cái mà em muốn chia sẻ sơ sơ với các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về cái tiền earn income tax credit. Tại vì nhiều khi á, có thể là các bạn có hai người con, cái gia đình bên kia cũng có hai người con, nhưng mà cái in tùy thuộc vô cái income của mình nữa. Ví dụ như income của các bạn nó qua cái mức mà để được cái tiền earn income tax credit thì cái thuế các bạn lấy về sẽ ít hơn cái người mà người ta cũng có hai người con, nhưng mà cái mức income của người ta lại rơi đúng vào cái điểm mà nhận được cái tiền earn income tax credit tối đa này. Đó, thì cái này là một trong số những cái mà các bạn, các anh chị các lưu ý giùm em. Tại vì thuế đó, mỗi một cái hồ sơ nó mỗi khác nhau, mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh nó sẽ khác nhau. Nhiều khi mình cứ nghĩ là gia đình mình hoàn cảnh giống người ta, nhưng mà thật ra là về mặt thuế, ví dụ income người ta khác, income của mình khác, thì nó cũng dẫn tới những cái sự khác biệt về thuế giữa hai người nha. Nhớ và một điểm này rất là lưu ý luôn đó, là để mà nhận được cái tiền earn income tax credit này bắt buộc là mình phải có thu nhập từ cái sức lao động của mình đi làm, ví dụ như là W2, ví dụ như các bạn lái Uber, các bạn lái Lyft, các bạn làm 1099 thì các bạn mới nhận được cái tiền earn income tax credit này. Còn mặc dù là income của mình thấp hay mình không có income, nhưng mà mình có tiền không có tiền đi làm, mà mình có tiền từ đầu tư, hay là mình có tiền từ mua bán stock, hay là mình có tiền từ những cái thu nhập khác, thì mình sẽ không có nhận được cái tiền earn income tax credit này. Và giống như em chia sẻ ở trên, tại vì cái điều quan trọng em muốn nhấn mạnh 2-3 lần để những anh chị, những cô chú nào chưa hiểu thì mình hiểu giùm em, là cái mức mà em chia sẻ income ở trên đó là cái mức giới hạn mà mình có thể nhận được cái tiền earn income tax credit này. Nhưng mà nếu mà income của mình quá cao, tại vì nó sẽ đi theo cái hình khớp như vậy, income của các bạn quá cao nó sẽ nằm ở cái khớp bên đây, thì mình sẽ không có nhận được cái maximum mà em vừa mới chia sẻ ở trên. Hay là income của mình quá thấp đi, ví dụ như là mình độc thân mà income của mình chỉ có 1-2 ngàn thôi, thì nó thấp quá nó sẽ nằm ở cái khớp bên đây, thì thành ra các bạn cũng sẽ không có nhận được cái tiền maximum earn income tax credit. Đó là một cái mà các bạn lưu ý dùm em. Ngoài ra còn có một cái điều kiện để mà nhận được cái tiền earn income tax credit này nữa, đó là điều kiện thứ nhất á, là con của mình phải dưới 19 tuổi. Điều kiện thứ hai nữa đó là nếu con của mình từ 19 tuổi trở lên và dưới 24 tuổi thì bắt buộc là phải đi học full time. Điều kiện thứ tiếp theo nữa đó là phải có cái relationship với mình, có thể là con, có thể là con nuôi, có thể là anh chị em, có thể là cháu của mình. Nói chung là phải có một cái quan hệ gì đó với các bạn, chứ không có thể nào mà mình nhận một cái người con của người bạn, mình lem vô cái hồ sơ thuế thì nó sẽ không tính. Và cái tiếp theo nữa là để mà nhận được cái tiền earn income tax credit này á, là cái người con, cái người cháu, cái người con nuôi đó của mình phải ở chung cái địa chỉ nhà với mình ít nhất là 6 tháng. Nhưng mà nếu như mà từ 19 tới dưới 24 tuổi thì đi học full time nó vẫn tính. Tại vì có nhiều em á, bây giờ đi học full time ở tiểu bang khác, hay là đi học full time phải đi học xa, thì đây là trường hợp ngoại lệ để mà trên hồ sơ thuế của mình có thể nhận được cái tiền earn income tax credit này. Và một cái lưu ý nữa đó là khi mà nếu như mà cái người phụ thuộc của mình, cái người con, cái người cháu của mình á, mặc dù dưới 24 tuổi đi học full time nhưng mà đã kết hôn, có vợ, có chồng rồi đó, thì mình cũng không có thể claim được cái người này vô cái hồ sơ thuế của mình. Nên đây là những cái mà các bạn cần lưu ý giùm em. Cái tiếp theo mà em muốn chia sẻ là về cái tiền trial tax credit. Thì cái tiền trial tax credit năm nay có cái sự thay đổi rất là nhiều so với lại những năm ngoái. Những năm ngoái thì chỉ là khi khai thuế mình mới lấy lại được cái tiền trial tax credit này thôi, và cái số tiền là tính ra là 2.000 đồng cho mỗi một em. Nhưng mà năm 2021 á, thì người ta đã nâng cái số tiền này lên rồi. Nếu mà con của mình á, từ 5 tuổi tới 0 tuổi thì sẽ nhận được là 3.600, từ 6 tuổi tới dưới 17 tuổi thì sẽ nhận được á, là
3.000 đồng một năm, và các bạn có thể nhận được mỗi một tháng là 300 cho 6 tháng của năm 2021. Phần còn lại khi mà đi khai thuế đó thì mình có thể nhận lại, hoặc là các bạn có thể chọn cái option là opt out ra, và khi mà mình đi khai thuế cho năm 2021 thì mình sẽ lấy lại được cái số tiền này luôn. Và điều kiện để mà nhận được cái tiền mà trial tax credit đó là mình phải, nếu mà mình single, income của mình phải dưới 75.000. Nếu như mà mình là một cặp vợ chồng kết hôn khai thuế chung với nhau, income phải dưới 150.000. Và nếu mà mình là chủ hộ head of household á, thì income của mình phải dưới là 112.500 để mà con của mình đủ điều kiện nhận fully cái tiền mà trial tax credit này. Và cái tiền này á thì nó tính theo độ tuổi, tức là dưới 17 tuổi thì mới nhận được những cái số tiền mà An nói ở trên. Còn nếu như mà con của mình từ 17 tuổi tới dưới 24 tuổi đi học full time đó thì chỉ còn nhận lại được cái số tiền là 500 đồng cho mỗi một năm thôi, và không được nhận mỗi một tháng chia ra, không có được nhận, mà phải đợi tới khi mà khai thuế thì mới nhận lại được cái số tiền này cho cái tiền trial tax credit. Đó là cái sự khác biệt giữa cái tiền earned income tax credit và cái tiền trial tax credit. Có rất là nhiều người sẽ đủ điều kiện, An thấy được có rất là nhiều hồ sơ thuế người ta đủ điều kiện để mà nhận cả hai cái chương trình là earn income tax credit và trial tax credit luôn, miễn sao á là cái, tại vì có nhiều anh chị đặc biệt có làm single mom, single dad á, mình chỉ có một cái income mà mình phải nuôi 1, 2 hay 3 người con đó, thì rất là dễ để mà mình có thể nhận được cả hai cái số tiền này luôn. Nên là có nhiều người nhận được hai cái số tiền này, có nhiều người cái income của mình á, thì chỉ nhận được cái tiền trial tax credit thôi. Đó là tất cả những cái mà em muốn chia sẻ cũng như là cập nhật với các bạn, các anh chị, các cô chú, sự khác biệt giữa cái tiền trial tax credit và tiền earn income tax credit, để mà mình có những cái sự hiểu biết trên cái hồ sơ thuế của mình nha. Có câu hỏi thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới cho em biết, và em chúc mọi người có những cái ngày làm việc, học tập thiệt là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Bye bye bye. Một cái nữa, coi tới đây chưa có nhấn nút chuông, chưa có nhấn nút subscribe cho An, nhớ nhấn nút chuông, nhấn nút subscribe giùm An nha. Và dùng cái link ở dưới phần comment ở dưới để mà mở account với Webull và Robinhood để mà nhận được những cái stock free. Bye bye.